rồi. Đấy, đây đây. Đấy đây đây. Đấy đây. Cái góc độ người này. Qua vừa rồi công chí luyện tập trong hàng, công chí cũng cho tôi biết cảm nhận cũng như là lần đầu tiên công chí trực tiếp luyện tập. Báo cáo đồng chí, so với việc tập ở trên cạn và khi xuống nước là hai việc hoàn toàn khác nhau. Và khi mà xuống dưới biển nó rất là khó, bởi vì cơ thể của tôi cứ nổi lên hoài và nó không chịu chìm xuống, đến mức mà đồng đội của tôi phải nhấn đầu tôi xuống. Nó làm cho phổi của mình cảm thấy giống như là bị thiếu oxy vậy, và rất là khó chịu, khó thở. Rồi với Phương, tôi cảm thấy khó, thực sự rất khó ạ. Tôi cảm thấy rất yêu thích bộ môn này. Vâng. Đồng chí có muốn tập thêm nữa không? Báo cáo đồng chí có hết. Tôi thấy đồng quan sát đồng chí My là ông có chìm hẳn nước. Tôi tập bao năm mà tôi cũng chưa thể làm được tác hết được. Như đúng không? Tôi cảm thấy là nuốt xuống bụng thì nó sẽ đỡ mệt hơn. Tôi cảm thấy ban đầu cũng khá sợ. Sau đó tôi cố gắng khắc phục thì có một chớp nhoáng nào đó tôi cũng cảm thấy mình đã có lúng xuống được một chút xíu. Tôi càng thấm nhờ rõ hơn câu nói là không được đánh giá bất cứ gì qua vẻ bề ngoài. Nhìn đồng chí làm rất đơn giản. Tôi nghĩ là mình cũng có thể làm được, thực hiện được động tác này. Tuy nhiên xuống nước thì tôi cảm thấy mình như một cái phao. Và bây giờ tôi mong muốn có thêm thời gian để mình có thể luyện tập và khắc phục được. Tôi cảm thấy là tôi sắp chết đến nơi rồi, tôi không thở được. Mà mỗi khi tôi lặn xuống thì tôi bị rối loạn toàn phần. Theo tôi đây là một bộ môn khó, nhưng mà tôi đã nắm rõ lý thuyết. Nếu cho tôi thêm thời gian tôi sẽ làm được. Sau nhập ngũ, sản xuất bởi Viettel Media.